trong những năm gần đây việc đi lại bằng máy bay trở thành phương tiện phổ biến và tiện lợi hơn bao giờ hết tuy nhiên như với bất kỳ hành trình đi lại nào việc mang hộ hành lý có thể dẫn đến rắc rối pháp lý nghiêm trọng nếu không được thực hiện đúng cách theo một báo cáo mới đây của các cơ quan chức năng việc mang hộ hành lý khi đi máy bay có thể dẫn đến những rắc rối pháp lý nghiêm trọng nhiều kẻ gian lợi dụng sự nhẹ dạ cả nể thiếu hiểu biết của hành khách để nhờ họ mang hộ hành lý chứa hàng cấm như vũ khí, ma túy, thuốc lắc vv, hành khách không hề biết họ đang mang theo những thứ cấm kỵ này và không biết sẽ phải đối mặt với hậu quả gì nếu bị bắt giữ và bị kết án hình sự. Những hậu quả pháp lý nghiêm trọng này có thể dẫn đến tình trạng hành khách bị phạt tiền, tịch thu hộ chiếu, bị từ chối lên máy bay, thậm chí bị bắt giữ và kết án tù vì vận chuyển hàng cấm. Việc mang hộ hành lý cho bất kỳ ai, đặc biệt là trong các chuyến bay quốc tế, có thể tạo ra rủi ro nghiêm trọng và không đáng chấp nhận. Ngoài những hậu quả pháp lý nghiêm trọng, việc mang hộ hành lý cũng có thể dẫn đến những rắc rối về an ninh và an toàn. Hành lý bị quá tải, quá nặng hoặc không được đóng gói đúng cách có thể dẫn đến tai nạn và gây ra thiệt hại cho các hành khách khác trên máy bay. Vì vậy, các quy định về hành lý và an ninh hàng không được thiết lập để đảm bảo an toàn cho tất cả các hành khách trên máy bay vì vậy tuyệt đối không nên mang hộ hành lý cho bất kỳ ai trong các chuyến bay đặc biệt là các chuyến bay quốc tế hành khách nên chú ý đến những thứ họ mang theo và đảm bảo rằng chúng không bị cấm hoặc không đủ điều kiện để mang trên máy bay nếu có bất kỳ thắc mắc hay lo lắng nào liên quan đến hành lý hành khách nên liên hệ với hãng hàng không hoặc đại lý du lịch để được tư vấn và hỗ trợ ngoài ra để tránh những rắc rối pháp lý và an ninh hành khách cũng nên tỉnh táo và cảnh giác với những người lạ đề nghị mang hộ hành lý nếu hành khách nhận được yêu cầu như vậy bạn nên từ chối và thông báo cho nhân viên an ninh của sân bay hoặc cảnh sát để đảm bảo an toàn cho mình và các hành khách khác